Quý vị các bạn trên hình bạn thể thấy để phần camera máy ảnh của Samsung Galaxy Note 10 Plus đang chờ thay mới cho khách hàng tại di động cao cấp chấm Khi mà Samsung Galaxy Note 10 Plus quý vị các bạn camera chụp hình mờ, chụp hình không lấy nét được, chụp được chấn được lúc không. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu camera máy ảnh của Samsung Galaxy Note 10 Plus đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp chấm có sẵn tất cả các linh phụ kiện trên Samsung Galaxy Note 10 Plus nói chung và phần camera máy ảnh của Samsung Galaxy Note 10 Plus nói riêng thì mới vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD Chúng tôi sẽ ship camera máy ảnh của Samsung Galaxy Note 10 Plus đến tận địa chỉ Quý vị các bạn yêu cầu nhanh chóng, an toàn và tiện lợi Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn dịch vụ sửa chữa thay mới camera máy ảnh cho Samsung Galaxy Note 10 Plus Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên Để di động cao cấp.vn Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết cho quý vị các bạn Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video Để di động cao cấp.vn Để chỉ cung cấp linh phụ kiện để thay thế sửa chữa các lỗi phần cứng phần mềm trên Samsung Galaxy Note 10 Plus nói chung và camera máy ảnh của máy nói riêng. Xin cảm ơn vị bạn. Và...